ông của mình đi phát triển là tương đối tốt nha các bạn. Tại bây giờ ông hoàn thế xây ra ngoài nắp nữa này, ngoài ván ngăn nữa luôn này, quân nở rồi nha các bạn. Lao cổ vô nhìn đi. Ui giờ là một chúa mình chia đàn thôi. Các bạn thấy này, nó đắp một chúa rất nhiều này, có hiện tượng là muốn chia đàn đấy các bạn ạ. Rồi, ta đi.